Xin chào các anh em, chào tất cả các bạn. Thì mình là Huy, là nhân viên chăm sóc của công ty Ăn Sạch Uống Sạch và vườn rau tại gia. Thì hôm nay trong thời gian có chút rảnh rỗi thì mình chia sẻ một số cái kiến thức, kinh nghiệm thôi. Này nói chung là ai cũng có, nhiều người nói chung tìm hiểu nghiên cứu thì họ đã biết rồi. Thì cái vấn đề mà trồng dưa leo cũng như một số loại dây leo bầu bí mà trên sân thượng hoặc là trong nhà lưới như thế này nè, thì cái tỷ lệ do côn trùng nó không có trong đây, thành ra cái tỷ lệ mà đậu trái nó rất là ít. Thì mình xin hướng dẫn một cái biện pháp, đó là thụ phấn bổ sung. Thì thứ nhất đó là cái hoa cái là cái hoa nó có cái hình dạng như thế này nè nha các bạn. Thì cái hoa này chắc tầm ngày mai thì nó sẽ nở. Thì nếu như mà không có côn trùng mà thụ phấn cho nó thì bắt đầu nó sẽ bị thối đi, nó sẽ không có trái. Còn đây là cái hoa đực. Cái hoa đực là cái hoa nó như thế này, đây. Đây mình để về cho các bạn nhìn cho nó rõ. Thì tiến hành thụ phấn bổ sung là sao? Đó là mình giúp cho cái nhụy của cái hoa đực này nó tiếp xúc được với cái nhụy của hoa cái để nó biến thành, nó thụ phấn để cho nó tạo trái. Nếu không thì nó sẽ bị thối đi. Thì đây là mình lấy một cái hoa cái này, nó mới nở, nó đẹp rồi nha. Thì đây là cái hoa đực nha các bạn. Mình lấy cái hoa đực này. Thì đó, mình lấy cái cây. Nếu có người anh em thì họ lấy cái cây tăm bông á, cái tăm bông mà lấy tay, hoặc là cái cây này là mình lấy cái một sợi lông trắng sạch đó, thì mình cột cái cây, mình lấy cái phấn như đây nè. Đấy, thì mình đưa cái cây này vào cái nhụy của nó, cái nhụy như thế này, cái nhụy của hoa đực thì nó sẽ, những cái hạt phấn nó sẽ dính trong đây. Rồi cái mình bắt đầu mình cho nó vô đây. Đấy. Đấy, thì cái hạt phấn nó sẽ bắt đầu nó nằm trên đây, bắt đầu nó thụ phấn được cho cái hoa cái thì nó mới tạo ra được cái trái được. Thì đây là những cái trái sau khi nó đã thụ phấn xong rồi nè. Đây các bạn, đây là những cái trái nó đã được thụ phấn thành công rồi nè. Này nó là nó đã đậu rồi đó. Còn đây là cũng những cái hoa cái nhưng mà nó không được thụ phấn, thành ra bắt đầu nó hư. Bị hư thì nó sẽ rụng đi. Đây nè. Cái này nó bị thối đi nè, mình chuẩn bị nó rụng đi nè, thấy chưa? Đây. Thì đây là cái thành quả của mình. Đấy, tiến hành thụ phấn bổ sung thì nó được, tại vì do cái đợt đầu á thành ra nó chỉ được một ít thôi, thì cái đợt sau nó được thụ phấn rất là nhiều, nên tỷ lệ đậu trái rất là cao. Thì đó là một cái kinh nghiệm, kiến thức thì nói chung là nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà đối với một số bạn thì nói chung một số người thì có mơ ước là trồng rau trên sân thượng, nhưng mà hỏi sao nó cứ ra trái mà nó không ra, mới cứ ra hoa xong mà nó cứ không có trái nào mà để ăn. Thì đó là một số kiến thức kinh nghiệm mình chia sẻ, thì mong mình sẽ đóng góp được cái phần nào vào cái bổ sung được cái kiến thức để các bạn có kinh nghiệm để chăm vườn rau tại gia. Xin cảm ơn.